Gà xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lăng Thang nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình. Hiện tại bây giờ là tối rồi cả nhà, thì gà mới đưa con bé Nai đi chữa bệnh về á. Thì hôm nay là gà đón con của cô Linh. Thì cô Linh có cứu một bé chó ở trong Sài Gòn á, mà cô rất là thương chó luôn cả nhà. Cô đã kêu con của cô từ Sài Gòn chạy về tới quê của gà là 400 cây số luôn cả nhà, đi từ trưa tới giờ mới đến. Thì bây giờ gà ra đón anh vô nha, để anh đưa bé chó vô, tại vì bé chó đó là đi lạc ở trong Sài Gòn ở cả nhà, không biết có ai hết, nên là cô cứu, là cô rất là thương bé nên cô gửi ra cho gà nha cả nhà. Thì cả nhà hãy đồng hành cùng gà nha, cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn. Bây giờ đi ra đây, trời hơi tối cả nhà, tối thui thì cả nhà thông cảm cho gà nha. Anh đang đậu xe ở đây chờ gà nãy giờ có tiếng đồng hồ qua đây cả nhà. Thì gà đi thành phố về á, nên anh đợi gà. Xe của anh nè cả nhà. Hello anh. Tới nha. Dạ. Giúp em cái này cái. Sao anh? Đây nè, hàng chó nè. Bây giờ con chó này hai con luôn anh. Hai con, giúp anh hai con lần đi. Hai con mà nãy giờ em tưởng một con. Lúc trước á là anh tưởng đâu là cầm này không. Cái này mấy ngày. Lúc trước là em tưởng có một con thôi mà sáng nay bất khả kháng quá, cầm thêm con rồi giùm em cái. Dạ. Con này nó cũng khỏe lắm, dễ thương lắm, tội lắm. Hai đứa cả nhà, coi nè. Hai đứa chung nhà đó, tội lắm. Dễ thương chưa? Nó giữ không anh, nó giữ đó. Không? Con này giữ nè, con đó hiền, mặt có tội chủ khóc thấy không? Dạ. Tội ghê luôn á. Thương ghê á. Anh đi 400 cây số luôn cả nhà, ra tới đây luôn á. Anh đi 400 á. À, bây giờ anh dắt ra giùm em đi. Không, bây giờ vậy nè. Bây giờ là nó giữ lắm nha, nó buồn đi á. Anh xí cái đầu thì chặt rồi. Bây giờ anh mở ra nó rồi cầm chắc đấy nha, đừng có buông ra nha. Dạ. Thì buông là nó chạy á, hồi sáng nó chạy một lần rồi. Dạ. Nó giữ không anh, mình cầm nó có sao con không? Giữ con này hiền nè, xử lý con này trước đi. Dạ. Tại vì bây giờ em có cái chuồng trong đó rồi, bây giờ mình đưa nó vô trong chuồng thôi. Cái chuồng bự không? Bự. Anh sợ nó buông nè, nó đang giữ nè. Nó biết. Cái chuồng bưng ra không được. Không, cái chuồng nó dài lắm, nó bự lắm. Em có chi ngăn á. Đứa nó lớn cả nhà, đứa nào cũng bự hết. Con này dữ lắm, khoan xử lý con đó, xử lý con này. Anh chờ em lâu chưa anh? Không, anh mới tới à. Mới tới hả? Tới, anh chạy đi lúc 1 giờ trưa. 1 giờ trưa. Tội lắm, chủ nó cũng đang nuôi. Nhìn mập chứ cũng cho ăn dữ lắm á. Nhưng mà bây giờ người ta hết khả năng á. Anh làm cái móc tròn cầm cho nó dễ, rồi nó dễ buông lắm. Rồi. Mình xử lý từng con đi, rồi làm cái móc tròn. Bữa nay thành đường hết ta đổ đá. Dạ. Ủa rồi nhà mình đi đường nào? Mình lát và bữa nó mở cái đường bên kia. À. Tội ghê. Bây giờ ẩm bé vô nha cả nhà. Ôi bé nặng lắm, với lại chưa quen á, nếu mà mình mấy sợ nó cắn mà mình chụp cái rọ mõm lại rồi. Trời, anh nước ủa vậy con trở lại cho nó chạy đóng cửa rồi. Nó vô đây rồi gỡ anh. Con bé này nó hơi dữ cả nhà. Hơi dữ nên là mình dắt bé vô cẩn thận. Thì gà sẽ nhốt bé ở trong cái chuồng nha cả nhà nha. Trong cái chuồng mà gà có đóng á. Cả nhà thấy thương chưa? Người ta dọn nhà đi, người ta bỏ cả nhà. Người ta dọn nhà trọ đi, người ta bỏ. Thấy tội nghiệp. Đang đứng nè. Giờ gà sẽ nhốt bé lại trong chuồng nha, để cho khi nào bé quen á, cho ăn uống quen rồi mình mới thả ra. Chứ không dám thả.
giờ dịch bệnh á, người ta hay dọn nhà lắm cả nhà. Người ta làm ăn không được, người ta dọn nhà xong cái người ta không có đem về, người ta bỏ luôn. Cái nhà coi xe bỏ đi, hàng. Đi xuống. Nó nhảy xuống không anh? Dạ. Nhảy không? Hay biết. Bắt lên, chủ nó bắt lên. Chủ nó bắt lên hả? Đi con, đi. Đó, làm dữ á. Thôi. Sợ nó tuột dây mà chạy luôn nè. Dạ. Tuột dây thì nó không tuột được đâu, mà nó dễ làm dữ á. Bây giờ anh cầm anh kéo, anh cá kéo nghiêng qua đi để em bịt miệng nó thử coi. Anh kéo nghiêng qua vậy. Kéo cái đầu hiếm của nó nha. Rồi kéo ngang vậy đi. Nếu như mà cho bé vô cái rõ mõm được cả nhà thì mình có thể đưa cao lên đi, tại đưa bé vô rõ, vô rõ dễ dàng hơn. Muốn bật cái khỏi chạy xe luôn. anh cứ chùm đi cho nó giữ cái đầu đấy là nó. Nó giữ vậy được. Nó phóng lên không? Đó, làm dữ anh. Rồi. Sợ nó phóng lên á. Không được anh ơi, không được rồi. Được đâu. Dữ quá. Đây, để em kéo cho chạy xuống đi. Đi con. Rồi đi vậy đi, đi từ từ vô. Đi chơi. Nó không chịu đi. Rồi. Cái đầu tụi trời ghê quá. Em xử lý cho từ từ. Má này em bỏ nó mà tụt cái là mất luôn á. Thôi đi vô kia ở kìa, trong kia có chuồng có bạn kìa ha. Đi vô kia đi. Đi. Nha. Nó hơi không dữ. Đi vô kia đi. Anh có cái chuồng nào mà bỏ vô ngoài đây được không ta? Chuồng hả? Có chuồng nào mà mình cầm ra đây được á? Có. Con cá nhỏ cái đó rinh vô. Cái có gì anh giúp em khiêng giùm em cái chuồng ra được không? Rồi để em vô em lấy cái chuồng nha. Chứ giờ mình vậy kêu anh ba đánh chuồng ra Ngọc. Vô con. Vô đi con. Ủa nãy có đem sợi sức kia ra không ta? Cái gì nãy trời, cháu kia. Giờ đưa bé vô cái lồng, bé leo lên cái lồng luôn cả nhà. Mình đưa vô trong rồi mình bỏ vô cái chuồng lớn là mình tính nha. Tại vì bé dữ quá, bé rất là hung dữ. Dữ lắm cả nhà. Nãy giờ mấy anh em của mình phùng phục bé mà mới được á. Giờ để bé trên cái lồng luôn. Giờ anh về nha cả nhà. Anh về Sài Gòn. Giờ tới thui rồi. Ngày 7 giờ tối. 7-8 giờ. Sài Gòn biết nhiêu không? 2 giờ sáng. 2 giờ sáng. Giờ anh về đến đó nha cả nhà. Thì đã đưa hai bé vô an toàn rồi. Giờ gà với lại anh ba tiễn hai anh về. Không để ở sau nè, để cái lồng. Không sao. Để sao đi cái máy rồi. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Bữa sau có dịp nhậu với anh bữa. Dạ, cảm ơn anh. Nói chúc anh lên đường Thành Lô Bình An nha. Dạ. Có dịp em đi nghe em ghé thăm gia đình. Cảm ơn anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em về nha. Dạ. Anh về cẩn thận nha. Cho tụi em gửi lời hỏi thăm sức khỏe gia đình nha. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi em xin phép. Dạ, bye bye. Chào gia đình.
Gà đã bỏ bí vô thành công rồi nha cả nhà nha. Thì bỏ bí ở trong cái lồng riêng nè. Tại vì mỗi con á thì bỏ một cái lồng riêng. Tại vì mình bỏ riêng ra để nó cắn lộn cả nhà. Bí này nó dữ lắm. Đem nó vô rất là khó khăn nha cả nhà. Mình đem nó vô nó đòi cắn mình không à. Nó dữ lắm. Cả nhà thấy nó to con chưa? Thì hai bé là do người ta dọn nhà trọ cả nhà. Ta dọn nhà trọ xong rồi người ta đi á. Xong rồi người ta bỏ, người ta muốn cho người khác á, sợ người khác ăn thịt cả nhà, nên là cô Linh đã nhờ con của cô là lặn lội đường xa để mang ra tới nhà gà luôn á. 400 cây số mà con cô là anh Bi á, anh chở ra tới đây luôn cả nhà. Bé này dữ lắm. Nhưng mà gà sẽ nuôi một thời gian nhưng thùng nha. Thì chủ của họ là đã xích cái xích lại cổ rồi, nhưng mà gà chưa có mở ra được luôn, tại vì dữ nên không có dám mở cái xích ra. Mình lấy cái rọ mở mình chụp cũng không được luôn cả nhà, dữ lắm. Còn bé này nó hiền hơn, nó hiền hơn là con bé kia. Nó cũng bự, hai đứa cũng là bé đực luôn cả nhà. Thì có thể là gà sẽ triệt sản bé, tại vì gà thuần bé thời gian để bé quen, xong gà sẽ triệt sản nha, để cho nó bớt không dữ đi. Chứ nếu như mà nó dữ như vậy, gà thả chung vô là nó cắn lộn đó cả nhà. Bé này hồi tối là gà chụp cái rọ mõm được nè. Hiện tại bây giờ là buổi sáng nha cả nhà. Buổi sáng thì giờ tối gà đưa bé này đi khám bệnh về tối á, 7 giờ đêm luôn rồi, gà còn đón anh nữa, nên là gà hơi mệt á. Sáng gà mới quay cho cả nhà xem, gà lo cho tụi nó ăn uống này kia nữa. Đó, cả nhà thấy bé chưa? Dễ thương cả nhà, dễ thương chưa? Nếu như mà cho đi á, là người ta làm thịt luôn á cả nhà, người ta ăn thịt á. Gà cho bé một cái tô cơm luôn rồi, nhưng mà bé chưa không có ăn. Thường thường là những bé chó mà mình vừa mới đem về á, nó buồn á cả nhà. Nó buồn nó bị xì chết á, ví dụ như đi đường xa này kia nó mệt mỏi á, nó không muốn ăn đâu. Từ từ nó quen nó ăn rồi. Ăn nha, ăn nha. Thì gà cũng biết là bé tên gì nữa cả nhà. Thì nếu như mà cả nhà xem video của gà muốn đặt tên cho bé thì hãy góp ý cho gà một cái bình luận bên dưới để đặt cho bé hai bé là hai cái tên nha. Con bé này cái đầu nó vàng vàng mà cái thân mình nó trắng trắng nè. Đây, đây. Ngon nha. Sáng sớm nè cả nhà, sáng sớm tụi nó ra tụi nó sủa rùm beng hết á. Trời hơi lạnh á, tại vì trời nắng lên thì gà mới dọn chuồng cho các bé nha. Thì sáng sớm thì mình dọn phân trước, rồi nắng lên thì mình mới rửa chuồng. Nói chung á là ngày nào gà cũng chùi rửa chuồng cho các bé hết á. Tại vì nói chung tính của gà là vậy á cả nhà. Mình muốn một cái nơi cho các bé sạch sẽ, nên là ngày nào gà cũng rửa chuồng hết á. Rửa chuồng cho sạch. Mỗi ngày mình rửa thì các bé sạch sẽ hơn. Chứ mình để vài ngày nó dơ lắm cả nhà. Tại vì chó mà mình nuôi mà mình không có chùi rửa chuồng nó dơ lắm. Sủa. Tối nó la nó sủa quá trời luôn. Gà vô gà lấy cái cây xốp á, gà đánh đít tụi nó sợ tụi nó không có sủa nữa. Chứ không mà nó sủa hoài thôi. Nhà thấy em sáng sớm ra chơi không? Trời hơi lạnh nha. Trời nắng lên giờ này mới có 6 giờ rưỡi à, 6 rưỡi sáng à. Tầm khoảng 7 giờ tới 7 giờ rưỡi là trời nắng lên, mặt trời lên á. Ấm ấm là gà sẽ rửa chuồng trại cho các bé. Bây giờ gà cũng tạm dừng video tại đây luôn nha. Nếu gà chuẩn bị rửa chuồng trại rồi cho các bé ăn sáng nữa cả nhà. Gà cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn dành thời gian quý báu xem video của gà nha. Và cảm ơn cô Linh và anh Bi đã yêu thương những chú chó và đưa chú chó từ Sài Gòn về trang trại của gà để gà chăm sóc cho con bé nha. Để con bé không mình yên tâm hơn là sợ cho đi các bé bị ăn thịt ở cả nhà. Gà tạm dừng video tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo nha.